trong khi lúc này người ta không có, nên tụi con phải thông báo tụi con lên tự lên cái lít với nhau á, sau này gì đi thì cô đi dân bếp đi dân cho chợ rồi nấu ăn, có thể mình tụ về một quán ăn không thì chia ra ăn một điểm thì để sau này coi những bên nào thích thì đi nấu, chắc má nghĩ bên đây là thích hợp nấu thì nó có cái sân thượng cho tụi con ăn luôn thoải mái đúng không, gì đi nha, nhà má chỉ hỗ trợ được tới đây vậy thôi. Trong cuộc nói chuyện với những nhân viên tại một quán bar trên đường Bùi Viện, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, bà chủ có vẻ đã chuẩn bị trước cho ngày này. Mặc dù là thời điểm cuối tuần nhưng nhiều nhà hàng quán bar ở đây vẫn chưa sáng đèn, bàn ghế cũng chưa được dọn, nhiều quán nhân viên ngồi tụ tập bấm điện thoại, một số quán ăn còn hoạt động thì rơi vào tình trạng không có khách. Trưa ngày 14 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1, ông Nguyễn Văn Dũng đã có văn bản yêu cầu các phòng ban và 10 phường đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, bia club, vũ trường hoạt động riêng lẻ và các nhà hàng khách sạn có kinh doanh các loại hình dịch vụ nói trên tạm ngưng hoạt động kể từ 18 giờ cùng ngày. Khi văn bản mới chỉ dừng ở mức đề nghị thì đến cuối giờ chiều ngày 14 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã chấp thuận đề xuất của Sở Văn hóa Thể thao yêu cầu ngưng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu kể từ 18 giờ ngày 15 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 3. Sau khi có hai quyết định này, hàng loạt quán bar tại phố đi bộ Bùi Viện đã tạm thời đóng cửa. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những nỗi lo của những chủ quán kinh doanh tại đây. Có thể là đóng cửa sau cái giờ nào hay là giờ nào, hay cho bán hạn chế như thế nào. Chứ còn mà đóng cửa 100% là chết thiệt, không có giỡn đâu. Chết á. Đúng không, nhân viên tôi nào nhìn là đứt ruột không? Giờ tôi chỉ có khả năng là tôi nuôi cơm 3 buổi thôi. Nuôi cơm 100 nhân viên này cũng mệt lắm chứ bộ cũng kéo dài. Vì chỉ cần nhà nước vận động với là phòng thuế là 1 nè, chủ nhà là 2 đừng thu tiền nè, 3 nữa là sắp xếp cho những nhà hàng bán cái gì á, có giờ để bán, có sinh hoạt để duy trì, chứ còn đóng cửa hẳn luôn á, 24/24 là chết. Không chết vì dịch mà chết vì khác chuyện khác nữa vậy thôi, đúng không? Chủ doanh nghiệp lo lắng, những nhân viên ở đây cũng như ngồi trên đống lửa, mặc dù được chủ nhà hàng hứa nuôi cơm 3 bữa. Trước mắt họ là nhiều khoản tiền phải lo cho bản thân và gia đình. Thậm chí người nhân viên này đặt hy vọng vào những tấm vé số. Không có biết là quán nó đóng cửa, chỉ biết là quán vắng, chợ không có khách rồi. Mà tiền nếu không có, tiền phòng rồi, tiền ăn nó cứ vậy, không có. Mua là còn may chúng không giống hiệu, giống ít thôi. Các phương tiện giao thông vẫn lưu thông bình thường vào phố đi bộ Bùi Viện chứ không bị cấm như những ngày cuối tuần trước đó. Lượng khách du lịch tới con đường này cũng giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, nhiều người nước ngoài ở đây vẫn không mang khẩu trang. Are you scared about the 15 cases in Vietnam? No, that's very small. Yeah, that's very small for us. We're from Ireland and we have like. You know, it takes us 17 hours to get here, yeah. But we've got more cases in Ireland than we have, and more every day. Okay. So, and look at Italy and look at Europe, it's terrible, you know. Yeah. But I think, to be honest with you, you've handled your situation very, very well. Khi mà chi phí mặt bằng hàng tháng ở khu vực này nổi tiếng đắt đỏ, thì có lẽ lối thoát của những người chủ quán và nhân viên con đường này là hy vọng vào việc Việt Nam sẽ nhanh chóng khống chế được dịch bệnh. Để phố đi bộ Bùi Viện lại hoạt động bình thường và những người ở đây có thể trở về với công việc của mình.